con người ta có vô vàn nỗi sợ. Nhưng các bạn có biết rằng mọi nỗi sợ đều bắt nguồn từ một nỗi sợ khác? Có người sợ độ cao, bởi vì họ sợ ngã xuống từ độ cao ấy. Có người sợ bóng tối, bởi vì họ sợ những thứ đang rình rập trong bóng tối ấy. Và như tôi sợ buổi sáng, bởi vì tôi sợ tiếng chuông báo thức học bài. Không có gì khó chịu bằng việc đang hắt xì hơi thì dừng lại, và cũng không có gì mệt mỏi bằng việc đang mơ mình đi du lịch biển Hawaii đầy nắng gió, lại bị tiếng chuông báo thức lúc 5 giờ sáng réo dậy. Thật ra tôi không ngại dậy sớm, tôi chỉ cần lý do thôi. Nhưng không có lý do nào đủ thuyết phục để tôi học hành cho hẳn hoi. Tôi mở sách vở ra trong khi còn chưa tỉnh ngủ, những dòng chữ loạn xạ nhảy múa như đang khiêu vũ trong một đêm lửa trại bập bùng. Kiến thức đi vào đầu rồi lại dắt nhau đi ra ngoài. Tôi chỉ tỉnh táo được 5 phút rồi lại gục, ôi chạp cuối cùng tôi lại được mơ tiếp giấc mơ biển Hawaii rồi. Đừng lo lắng, đã có chị Hiên ở bên cạnh bạn. Con người ta có vô vàn nỗi sợ, nhưng các bạn có biết rằng mọi nỗi sợ đều bắt nguồn từ một nỗi sợ khác? Có người sợ độ cao, bởi vì họ sợ ngã xuống từ độ cao ấy. Có người sợ bóng tối, bởi vì họ sợ những thứ đang rình rập trong bóng tối ấy. Và như tôi từng sợ buổi sáng, bởi vì tôi sợ tiếng chuông báo thức học bài. Nhưng bây giờ, tôi đã áp chế được nỗi sợ ấy, bởi đã có chiến dịch dậy sớm cùng học văn chị Hiên. Những dòng chữ không còn nhảy múa nữa mà giờ đã ngay ngắn thẳng hàng. Kiến thức không đi vào rồi đi ra nữa mà ngồi yên trong đầu tôi. Học cùng chị Hiên buổi sáng sớm giống như việc bạn đã nhai sinh hưu lại uống nước đá, siêu đã, siêu tỉnh. Ngoài ra phương pháp dạy của chị Hiên cũng hoàn toàn khác biệt khiến tôi chủ động hơn trong việc ghi chép. Bác Hồ đã dạy, trong học tập phải lấy tự học làm cốt. Nhưng sẽ tuyệt vời hơn khi trên chặng đường tự học chúng ta có thêm một người đồng hành mỗi sáng sớm. Người đó có thể là mẹ bạn, người sẵn sàng cầm chổi đuổi bạn chạy quanh nhà nếu không chịu dạy học bài. Người đó cũng có thể là bố bạn, người sẽ mở nhạc vàng remix in ỏi cho đến khi bạn chịu ra khỏi chăn. Nhưng người đó có thể đơn giản là một cô giáo dạy văn tâm huyết truyền cảm hứng như chị Hiên. Cùng chị Hiên dạy sớm học văn là trải nghiệm tuyệt vời nhất trên hành trình vượt vũ môn của tôi. 200 chữ thôi, đồng nghĩa với việc là nó chỉ rơi vào 2/3 cái trang giấy thi của chúng mình thôi nhá.